Rồi hôm nay sẵn mình tháo mấy cái bắt đạn ra rồi thì sẵn để mình nói về cái chủ đề cái bắt đạn luôn, để cho anh em hiểu thì lý do tại sao mà cái bắt đạn của máy nghe á nó mau bị xạo. Thì cái đầu tiên á là do cái kết cấu của cái máy nghe á là nó bị dễ bị vô nước. Thì khi nước á, nó tiếp xúc vô trong cái mặt đạn á, thì ở trong cái nước á nó sẽ tạo ra có nhiều cái loại, ví dụ giống như là nước mặn đi thì nó sẽ bị kết tổ muối, nước ngọt á thì nó sẽ bị đóng ten, nước không tên á thì nó sẽ bị đóng phèn. Thì ở trong cái mặt đạn á nó có viên bi và một hai cái dòng mình kêu bằng cái dòng ren á, nó thằng nó giữ cái viên bi lại, đặng nó trượt ở trên cái vành của cái bạc đạn này, cái vành trong của bạc đạn này, thì nó sẽ trượt trên cái vành trong của bạc đạn. Thì khi mà nó bị oxy hóa thì nó giống như là nó cái bạc đạn mình nó chỉ có một cái độ độ rơ cái độ rơ nhất định thôi, để cho cái bạc đạn mình nó hoạt động, đặng nó xoay. Khi mà nó bị oxy hóa thì nó sẽ tạo ra một cái mảng bám đó, nó sẽ làm cái viên bi ở trong cái mặt đạn nó sẽ bị dính lại. Thì khi mà nó dính lại nó không trượt được á, nó thì nó sẽ bị mài mòn 1 đến 2 viên bi. Thì khi nó mài mòn á, tôi đã nghĩ nó dính lại nó mài mòn á, thì nó bị ra cái nó lâu ngày á, nó mòn thì nó sẽ tạo ra cái tiếng xào. Nếu như mà mới á thì chúng ta xử lý thì 70% nó sẽ hết, còn nếu mà chúng ta để lâu nó mòn sâu rồi á thì không có cách nào xử lý hết, chỉ có thay thôi, không có mà rung hay là không có rửa hay là không có làm bất cứ gì mà để cho cái bạc đạn nó phục hồi lại được hết. Nó ví dụ như chúng ta vệ sinh thì nó sẽ giảm bớt ở trong cái trường hợp á, là cái bạc đạn của chúng ta là nó vẫn còn xoay nha, thì nó sẽ giảm bớt. Còn nếu như cái bạc đạn nó đã chết rồi thì giống như nhiều cái clip mình cũng đã nói rồi, cái bạc đạn nó chết tức nghĩa sao, nó chết tức nghĩa là cái dòng chính giữa của viên bi á nó sẽ bị dính dính với cái viên bi luôn, nó xét á, nó dính với viên bi luôn, nó không có xoay cái dòng bên trong nó, nhưng mà nó vẫn xoay trên cái trục, tức nghĩa là sao, là khi mà chúng ta để cái bạc đạn vô trong cái test á, thì cái test nó có nhiều cái kích cỡ khác nhau. Nó chúng ta sẽ để lên cái test, nó chúng ta xoay xoay như vậy nè, nó anh em thấy không, cái viên bi nó sẽ trượt ở trên cái dòng nó giữ lại, nên anh em thấy rõ không, nó trượt ở trên cái dòng rồi, thấy không. Nó khi mà cái bạc đạn chúng ta nó bị sét bị chết á, thì cái dòng này nè, cái dòng bên trong này nó sẽ bị dính lại, dính với cái viên bi. Nhưng mà khi mà nó dính á thì chúng ta xoay như vậy nè, cái dòng bên trong nó xoay theo luôn, nó xoay theo cái trục luôn đó. Khi mà nó xoay theo cái trục á thì anh em nghĩ á, là cái bạc đạn nó không có bị xào, nó vẫn còn im. Nhưng mà anh em thấy tại sao mà cái máy á, nó lại bị nặng, thì lý do đó đó, cái viên bi nó đâu có chạy đâu, cái dòng nó chỉ xoay trên cái trục thôi. Thì bởi vì anh em thấy nó im re, nó đâu có nghe cái tiếng kêu gì đâu, nhưng mà là cái máy nó bị nặng. Mà khi á anh em sử dụng lâu ngày á, nó sẽ bị mài mòn, thì nó sẽ tạo ra cái độ rơ càng lớn. Thì khi cái độ rơ càng lớn á, thì cái độ khớp của cái linh kiện á nó sẽ bị không có còn chính xác nữa. Thì khi không còn chính xác nữa thì nó sẽ kéo theo nhiều cái hệ lụy, giống như là những cái bạc đạn khác nó sẽ bị xào theo chung, là cái chuyển động nó đâu có đồng đều đâu. Nó là cái thứ nhất. Cái thứ hai á, là cái bộ nhông của chúng ta nó sẽ bị mài mòn và nó sẽ bị xào. Rồi nói tiếp, tại nãy mình ngưng cái video tại kế bên người ta làm
máy to nó người ta hàng lớn quá không có nói chuyện được. Thì lý do tại sao cái bộ nhôm nó bị mài mòn, tại vì khi cái bạc đạn á nó bị chết thì cái giờ cái nó vẫn chuyển động trên cái trục nó, thì nó sẽ tạo ra cái độ mài mòn. Thì khi nó mài mòn á thì nó sẽ tạo ra một cái độ cái khe hở, thì cái khe hở nó càng lớn á nó thì cái độ chính xác của cái máy nó không còn cao nữa, nó thì nó sẽ bị giống như nó bị chệch qua chệch lại vậy đó. Khi trong cái quá trình mà anh em quay nó sẽ bị chệch qua chệch lại thì nó sẽ cấn vô cái bộ nhôm nó, thì khi mà cái bộ nhôm nó bị cấn rồi nó bị sạo, cái chuyện đương nhiên đó. Ở nhiều khi anh em nói mà cái máy mà sử dụng mà 3 4 tháng hay là 1 năm gì đó mà không có bị sạo, anh em đừng suy nghĩ gì nha, tại vì có nhiều cái anh em chưa có rõ đó. Đó thì khi á mà chúng ta biết được rồi thì nó quá muộn rồi. Đó, thay bạc đạn, thay hết toàn bộ bạc đạn, thay luôn bộ nhôm. Còn thí dụ như những anh em mà mua máy mà đã qua sử dụng thì phải cần lưu ý kiểm tra nó quay cái máy, khi mà nhận được thì nó phải là quay nó phải êm nhẹ, nó có bị rần hay không, chứ không phải là cái máy nào mà quay mà im re là mua, quay im re mà nặng nặng là mấy cái máy đó có vấn đề nha. Rồi thì á, xong cái phần bạc đạn thì tới cái phần mà xử lý bạc đạn, thì tại sao á mà cái bạc đạn chỉ nên vệ sinh bằng cái tuôn, hoặc là chúng ta để vô cái chén chúng ta rửa, chúng ta lắc thôi, đang cho dầu mỡ nó ra thôi, không được bỏ vô trong máy rung. Thì khi á trong quá trình sử dụng thì giống như nãy mình nói thì nó sẽ có cái mức độ oxy hóa nhất định tùy theo cái môi trường anh em câu nước mặn, nước lợ hay là về rửa nước máy. Khi mà chúng ta nó bị oxy hóa thì nó sẽ cái bạc đạn mà thì viên bi thì cái chất liệu làm nên cái bạc đạn, cái khuôn mặt đạn thì nó sẽ bị, nếu như là nó có một cái lớp mạ, thì trong quá trình sử dụng nó sẽ bị oxy hóa, thì có cái oxy hóa nó nhanh thì nó sẽ bị bong tróc. Nếu mà chúng ta bỏ vô trong cái máy rung, chúng ta rung thì cái máy rung cái nguyên lý hoạt động của nó là cái sóng âm nó sẽ đánh từ trong ra ngoài, trong những cái mà cái ngách ngóc nó nhỏ nhất nó đánh từ trong ra ngoài, mà cái lực đánh của nó rất là mạnh, cái đó là cái sóng mà chứ không phải là cái lực mà chúng ta lấy bàn chải chúng ta chà. Nó quánh, khi mà nó quánh mạnh như vậy nó sẽ làm cho những cái mà chuẩn bị bong nó sẽ bong ra luôn, mà khi nó bong ra rồi thì nó xào luôn, hết cứu luôn, không có đường nào mà cứu hết trơn. Thí dụ như mà cái bạc đạn của anh em nó bị oxy hóa, nó chỉ ở mức độ tạm chấp nhận đi, thì chúng ta vệ sinh, chúng ta chà chà dầu mỡ vô nó thì nó vẫn kéo dài được một khoảng thời gian để chúng ta sử dụng. Còn nếu chúng ta bỏ vô cái máy rung rung một cái một là dục luôn, dục luôn, không có sai được, tuyệt đối không bỏ vô máy rung luôn đó. Còn cái trường hợp bỏ vô máy rung rung á là cái lý do các bạn nó chết queo rồi đó, nó chết mà sét cứng này, thì cái chủ nhân người ta muốn cứu lại các bạn á, để cho cái nó vẫn còn quay được á, chấp nhận cái tiếng xào á, thì cái trường hợp đó chúng ta mới bỏ vô cái máy rung. Chứ mà không có cái bạc đạn là tuyệt đối không bỏ vô máy rung, rung nó không có giải quyết được vấn đề gì hết, nó chỉ đánh ra những cái mảng bám như là sét rồi nó đặng cho cái bạc đạn nó xoay là được thôi, chứ không bao giờ mà nó sạch, nó sạch đó. Không phải là nó không sạch, mà là nó không bao giờ mà nó vệ sinh đúng cách mà để cho hoạt động cái bạc đạn chúng ta nó hoạt động nó êm mượt được hết. Bỏ vô máy rung là hoàn toàn sai, cái thứ nhất. Thứ hai á là khi mà rung cái bạc đạn chúng ta chưa có bị oxy hóa đi, nó vẫn còn tốt, mà chúng ta bỏ vô cái máy rung á, chúng ta rung thì nó sẽ giống như là vô ý chúng ta, vô tình chúng ta đã tự hại cái bạc đạn của chúng ta vậy, nó làm chúng cái bạc đạn của chúng ta nó sẽ bị yếu lại đó. Rồi là bỏ qua cái phần máy rung, tới cái phần mà cải siêu bạc đạn. Thì tại sao mà không được cải siêu bạc đạn? Tại vì trong cái bạc đạn của chúng ta là khi cái nhà máy sản xuất bạc đạn
nó sản xuất hàng loạt, thì trong cái quá trình sản xuất ấy, nó sản xuất trên cái dây chuyền công nghệ cao, nó mặt đạn xịn đó nha, nó thì cái độ chính xác của nó rất là cao, với lại cái độ đồng đều của nó gần như tuyệt đối, gần như thôi nha chứ không phải là tuyệt đối. Nó thì khi mà trong quá trình sử dụng đó, nó sẽ có mức độ mài mòn nhất định, thì cái phe khi mà chúng cạy ra, chúng ta vệ sinh, anh em không biết cạy ra, cứ nghĩ là cạy ra là vệ sinh là nó sẽ sạch, nó sẽ im, không bao giờ nha. Cạy ra là hoàn toàn sai. Cạy ra khi mà chúng ta lắp lại nó sẽ không còn vô cái vị trí ban đầu nữa, nó không còn vô vị trí ban đầu nữa. Mà ví dụ mà chúng ta cạy ra khi mà xử lý không đúng, nó làm cho cái ren của chúng ta nó bị sẽ bị kẹt, kẹt cái viên bi lại. Nó thì khi mà kẹt giống như hồi đầu clip mình cũng đã chia sẻ, thì khi mà nó kẹt rồi á thì nó sẽ bị cái viên bi nó không có xoay, thì khi nó không xoay thì nó sẽ bị mài mòn sao nó. Bây giờ cạy cái mặt đạn ra là hoàn toàn sai, chứ không phải là cạy ra rồi vệ sinh là đúng nha. Đó rồi, nói tiếp. Phải ngưng lại chút xíu đây, ồn quá, hàng cửa sắt không có nghe được. Đây mình cho anh em coi là cái ở pha bây giờ, nói lại cái phần mà hồi nãy là cạy xi bạc đạn đi. Rồi cạy xi bạc đạn thì hồi trước mình cũng có cạy, từ lý do là khách người ta không có kinh tế, người ta không có thay bạc đạn, thì mình phải cạy ra đặng chi, đặng mình râm, mình ngâm cái R17 á, đặng cho nó ra cái xét, đặng cho bạc đạn nó xoay lại được đó, thì mình phải cạy thôi. Còn ngoài ra là tuyệt đối là không bao giờ cạy siêu bạc đạn nha, nó cạy là banh luôn. Không banh thì nó làm cho cái bạc đạn của chúng ta không sao thành sao. Rồi còn may mắn á, bạc đạn mới á, thì sẽ bị sao nhanh hơn. Rồi bây giờ cái bữa mình nói cái clip mà cái bạc đạn spool nó bị sao rồi. Đây để mình cho anh em coi, rồi bạc đạn nó chết nó quay chân trục như thế nào, sẵn đây cho coi luôn. Đây là cái bạc đạn spool của cái máy Conquest DC 2019 nè, để mình quay cho anh em coi nè. Anh em thấy không, hơi khó thấy ha. À, quen rồi. Anh em thấy nó vẫn xoay không? Nó vẫn xoay nha anh em, nhưng mà anh em để ý kỹ thì cái trục chính giữa là nó xoay chung với cái dòng của bạc đạn nha. Đó, thấy không? Anh em thấy không? Nó xoay chung với cái dòng bạc đạn nào. Và bây giờ á là test lại chuẩn bằng cái nhíp nè. Nè nè, thấy không? Nó hơi bị chói sáng khó thấy đây nè, em thấy không, nó không có xoay này, chết queo rồi, thấy không? Cái bật đạn spool nó chết queo rồi nè, nó cứng ngắc, thấy không? Thấy chưa? Đó, khi mà nó chết như vậy đó thì nó quay trên cái trục á, thì cái bạc đạn đó, nó đâu có phát ra cái âm thanh gì đâu, thì anh em cứ nghĩ là cái bạc đạn nó còn im đó, nó không có bị xạo đó. Thì nhiều anh em hay lắm nói xài máy 5-7 tháng gì 1 năm gì đó không xạo đâu, nên coi cái video này nó thay đổi cái suy nghĩ.